Mời quý vị cùng theo dõi bài viết Thiên đường xã hội chủ nghĩa sẽ chỉ còn dấu tích, Vẫn đấu hết phần chó. Bài viết đang trên trang báo Người Việt vào ngày 23 tháng 1 năm 2023 của tác giả Tư Ngộ. Mời quý vị cùng chia sẻ. Hiện nay, những quốc gia tiền tiến về khoa học công nghệ đang bận tâm, tìm giải pháp giúp kéo dài sự tồn tại cho loài người tại trái đất. Nhiều cuộc họp đã được tổ chức để các nước phối hợp với nhau, hầu dẫn đến các kết quả cụ thể. Ngài nhiều nước Việt Nam cũng được hưởng lợi từ các cuộc họp đó, một ngân khoản nhiều phần dưới hình thức tín dụng ưu đãi lên hơn 17 tỷ đô la sẽ được cấp cho nước này chuyển đổi từ nhiệt điện than sang năng lượng tái tạo, tức dụng sức gió, ánh nắng mặt trời biến thành điện năng cho mọi nhu cầu kinh tế xã hội. Các cường quốc lo đối đầu quân sự với nhau thì tìm cách chế tạo các loại võ khí mạnh nhất, nhanh nhất, siêu vượt âm và tàn hình để đối thủ không thể chống trả. Nhưng trong khi đó, tại Việt Nam, các xứ sở đang được ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Cộng sản Việt Nam, cột cổ kéo theo ông tiến lên xã hội chủ nghĩa. Mặc dù có lần ông đã thú nhận không biết trăm năm nữa đã đến chưa. Hiển nhiên những thế hệ chút chích trục trịch người Việt Nam cuối thế kỷ này có còn cầm cái khẩu hiệu tuyên truyền của ông để lại mà đi tiếp hay người ta đã quay đầu trở lại từ lâu? Nhắc lại cho cụ thể, cách đây 10 năm khi ông Nguyễn Phú Trọng leo lên ghế tổng bí thư đảng được 2 năm, ông thú nhận tại một buổi họp tổ ở Quốc hội vào tháng 10 năm 2013 như thế này. Xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm, đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Nghĩa là chính ông, khi nhìn thẳng vào sự thật, vào thực tế của Việt Nam, cũng hoàn toàn mù tịch về cái thiên đường bánh vẽ làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Mà hai thế kỷ trước, ông tổ các mát mê hoặc đám công nhân thờ thuyền, cung khổ ở châu Âu, dù họ đi theo, như mọi người đã thấy, cái nồi cách mạng ấy ở Âu Châu đã chẳng còn ai theo nữa Trong khi tổng trọng vẫn bắt dân lầm lũi đi theo Thực tế xã hội Việt Nam là gì? Khoảng cách giàu nghèo giữa tân lớp cai trị và những thành phần cố rách áo ôm bên dưới là một khoảng cách lớn kinh hoàng Kẻ giàu có thì mua Rolls Royce, Mercedes, Maybach, mạ vàng, mạ bạc trở về nước bằng chuyên cơ Không đi bằng tàu biển vài ba tháng mới tới có những người khoe rằng họ được thưởng thức món bò giá vàng ngay tại hà nội chứ chẳng cần phải theo bộ trưởng công an tô lâm sang lên đình. Trong khi đó mới đây ít nhất là có hai tờ báo tại việt nam kể chuyện công nhân thất nghiệp những ngày cuối năm đã phải bới thùng rác kiếm đồ ăn với quần áo cũ người ta vứt đi để ăn chống đói để che thân nhiều tỉnh vẫn phải cấp gạo chống đói cho dân trên mạng xã hội người ta thấy truyền nhau tấm hình chụp tại một khu phố không biết tại thành phố nào của Việt Nam có cái khẩu hiệu quyết tâm phấn đấu trở thành ngõ không có phân chó người chụp hình ghi ngày chụp trên đó là ngày 17 tháng Giêng năm 2023 tức là trước Tết Quý Mão phải phấn đấu có nghĩa là đã và đang xảy ra nghiêm trọng từ ngày này sang ngày khác đến độ phải kêu gọi nhau nếu không thì hôi thối bẩn thỉu mất vệ sinh mất thẩm mỹ không thể chịu nổi Người ta từng thấy trên mạng xã hội những tấm hình các khu phố văn hóa có những tấm bảng cấm đổ rác, nhưng từng đóng rác ngay ở đó, hoặc những tấm bảng là cấm đáy bậy nhưng đầy những vết ố loang lỗ, dấu hiệu của bài nước tiểu đã khô. Với cái kiểu phấn đấu mà chẳng ai nghe, người ta sợ rằng cái cổng thiên đường xã hội chủ nghĩa bánh vẽ của ông Tổng Trọng để lại cũng chỉ còn cái khẩu hiệu phấn đấu ngõ, không còn phân chó. Ngoài ra, chẳng có gì khác.